Mọi người cho chó ăn gì? Rất nhiều người thì cho chó ăn thịt, hôm nay thịt này, mai thịt khác, rồi rau, rồi người cho ăn cơm, rồi người cho ăn cám, người cho ăn thịt sống. Kính thưa các thể loại, mình ấy thì trước đây mình cũng như mọi người cũng cho ăn hết tất cả mọi thứ, nhưng mà đến gần đây ấy thì mình chỉ cho ăn 100% cám thôi, và cái đấy là nhàn nhất. Ngày xưa một thời gian đầu là mình cho ăn 100% cám, nhưng vì cái cám, cái thức ăn khô cho chó ấy là lúc ấy giá tiền nó hơi cao, là một. Và cái thứ hai là cũng sốt ruột vì thấy mọi người cho chó ăn thịt rồi. Kính thưa các thể loại, thì cho nên là cũng muốn thử đổi sang để cho con chó của mình nó cũng ăn theo cái kiểu như thế xem nó ra làm sao, bởi vì nghe thấy mọi người cho ăn thịt, nghe thấy con chó nó tăng cân kinh khủng quá. Thế nhưng mà cuối cùng lúc rút lại thì đến bây giờ lại quay về cho ăn cám, sau khi cho chó ăn thịt khoảng nửa năm để cảm nhận xem là nó gọi là cái sự khác biệt của nó, thì mình đúc rút lại là cho ăn cám vẫn là nhàn nhất, cái thức ăn tổng hợp, thức ăn sẵn nó vẫn là nhàn nhất và đầy đủ cân bằng nhất. Nó không đầy đủ 100% đâu, nhưng mà nó cân bằng nhất. Còn khi cho ăn thịt thì sau một thời gian thì nó phát sinh rất nhiều thứ, con chó rất dễ bị nóng trong rồi này kia, là bởi vì các cái dinh dưỡng nó không cân đối, hoặc con chó nó bị béo quá nhưng mà nó lại không khỏe. Nó béo nó không khỏe là bởi vì là nó bị mất cân đối về dinh dưỡng đó. Thì như mình là mình cho ăn cám, còn mọi người cũng cân nhắc nhá. Thì tiện ngày hôm nay cám với lại bổ sung cái chibi này nữa, cái chibi này và cái canxi này đó, mọi người nhìn nó cả hàng này các cái đồ. Thì cái liver để tóc nữa. Thì đó là cái một cái chia sẻ để mọi người có thể tham khảo. Cái con chó con như mình bây giờ mình chăm ấy là con chó con, mình cho ăn cám cho con chó trưởng thành cho ăn cám của con chó trai hoặc con chó trưởng thành. Tức là con chó con là cám riêng nha, nó có một cái cám riêng dành cho con chó con dưới 6 tháng. Giai đoạn đấy là giai đoạn nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm virus Carrier, thì cái giai đoạn đấy nó nên cho nó ăn một cái loại cám dành riêng cho cái lứa tuổi đó. Còn trên 6 tháng ấy thì chúng ta có thể linh động, chúng ta có thể cho con chó nó ăn cám cho chó trai là chó đang tuổi lớn, hoặc là kể cả chúng ta cho nó ăn cám cho con chó trưởng thành cũng được. Và cái với con chó trưởng thành cũng thế, nó cũng có một cái độ linh động, cho ăn cám cho chó trưởng thành hoặc là cho ăn cho chó trai đều được, và chúng ta điều tiết dựa vào cái thể trạng của con chó thôi. Giả sử như tiện đây thì mình nói về cái cám, cái bao cám này, bao cám Acti này, bao 18 cân này nhá. Thì cái bao này đúng tuổi của nó là dành cho chó trưởng thành, nhưng mà như mình hiện tại bây giờ ấy thì cả chó trai của trại mình cũng phải cho ăn, bởi vì nó đang vào cái đợt hết cái cám bao hồng, nhưng mà nó vẫn ăn, vẫn là cứ là ok. Pila lên đây, ngồi đấy, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi yên đấy. Rồi thì với cái bao cám XT này nhá, tiệm đây thì cũng có nhiều người là đang dùng cái bao cám này, dùng theo trại của mình thì nhiều người cũng đang dùng cái cám này, thì mình hướng dẫn luôn để cho mọi người biết được cái lượng ăn của nó nhá. Cái lượng ăn của nó này với cái bao XT này, mọi người nhìn ở đây nó có hai cái cột này, một cái cột là cái cân nặng của con chó, cân nặng của con chó là con chó của mọi người nó bao nhiêu cân, và cái cột này, còn cái cột này gióng sang ngang này thì nó chính là cái lượng ăn trên ngày của một cái con chó từng ngày cân đấy, đơn giản thế thôi. Lượng ăn thì nó có lượng ăn ít và lượng ăn nhiều, dành cho những cái con chó có thể là nó vận động nhiều, nó vận động ít, hoặc là các giống chó nó cùng cân nặng nhưng cái đặc tính nó khác nhau, cái vận động nó cũng nhiều ít khác nhau. Giả sử như là cùng một con chó nó khoảng tầm ba mấy cân thì nó có giống, có thể là giống bull, nó ít vận động hơn, nó ăn ít hơn này, bull anh, hay là một số cái giống chó khác. Nhưng mà vào những cái giống chó theo cái kiểu là những cái giống chó làm việc như kiểu là Malinois, hay là có thể là Béc Dê, Working, hay là những cái giống hay là Doberman chẳng hạn, thì nó sẽ vận động nhiều, hay là một số giống chó săn
thì nó sẽ ăn nhiều, cho nên nó có hai mức ít và nhiều là như thế. Và mọi người sẽ cho ăn ở cái mức tùy theo cái giống chó của mình. Giả sử như rốt thì mình cho ăn ở mức giữa. Còn mọi người mà nuôi cái con chó mà nó thuộc vào cái giống mà nó vận động nhiều, nó tăng động, nó vận động rất là nhiều thì mọi người cho ăn ở mức cao của nó. Đó. Về cái nguyên tắc về cái lượng ăn của nó như thế, giả sử vào trường hợp cụ thể một con rốt này trưởng thành thì có con cái nó khoảng 40 hơn 40 cân thì mình sẽ cho ăn này. Ở đây là nó sẽ là từ 2 lạng 7 cho đến 4 lạng 8 một ngày. Thì với con rốt này thực tế là mình cho ăn khoảng tầm 4 lạng một ngày. Khoảng 3 lạng 8 đến 4 lạng một ngày, tức là cho ăn ở mức giữa. Đây coi như 2 lạng 8 đến 4 lạng 8. Thì cái mức ở giữa của nó là 3 lạng 8 đó. Còn với con chó đực ấy, thì mình cho ăn nó rơi vào khoảng tầm 5 lạng một ngày. Ở đây là cái mức của nó là từ 3 lạng 8 cho đến 6 lạng 2. Tức là thì coi như là từ 4 lạng đến 6 lạng thì nó cái mức giữa của nó là mức nó khoảng 5 lạng đó. Còn giả sử trong trường hợp mà mọi người nuôi con chó choai, mọi người nuôi mấy con chó với nhau, có con trưởng thành, có con chó choai ấy, thì mà mọi người muốn cho nó ăn chung thì mọi người vẫn dùng cái cám này được. Thì khi ấy á, cái con chó choai là mọi người sẽ cho nó theo cái cân nặng của nó đây, 5 cân, 10 cân, 20 cân, 30 cân ở đây. Và gióng sang cột và mọi người cộng thêm cho khoảng tầm 15% đến 20%, tức là tăng thêm. Giả sử ở đây nếu mà con chó choai ở đây mà nó con chó choai nó khoảng 10 cân này, ở đây nó ghi là ăn 150g thì mọi người cho nó ăn khoảng tầm 200g. Với con 20 cân ở đây nó ghi khoảng nó ghi ở đây là 270g ấy, thì con 20 cân 270g thì mọi người cho nó lên coi như nó là khoảng 300g, nên mọi người cho khoảng 3 lạng rưỡi. Tức là mọi người cộng thêm lên khoảng tầm 20%. Hoặc là có thể cộng thêm lên đến 50%, tức là con chó choai nó ăn gấp rưỡi, cái con chó nó có thể ăn gấp rưỡi con chó trưởng thành được cơ. Thì trong cái trường hợp mà cái mọi người nuôi con chó mà mọi người cho con chó choai ăn cái cám của con chó trưởng thành thì mọi người tăng cái lượng ăn lên là ok. Còn cái với con chó trưởng thành thì mọi người cứ cho ăn đúng như là cái hướng dẫn này, là cái con chó là nó đã đầy đủ dinh dưỡng lắm rồi. Một con chó co như Pila này chẳng hạn, nhưng nó chỉ ăn có gần 4 lạng một ngày thôi. Như Pila 40 mấy gần 50 cân, mình cho nó ăn theo đúng cái cữ ăn của con chó 40 cân. Thì mọi người cứ nhìn cái thực tế của nó đây. Và Pila này là đang thì gọi là giai đoạn tuổi già nhé. Là cái giai đoạn mà Pila bây giờ là 11 tuổi. Là coi như nó là cái con chó là nó vào tuổi già rồi, cái tiêu hóa của nó là nếu mà như bình thường nó sẽ kém hơn. Nhưng mà mọi người nhìn Pila nó như một chó thanh niên luôn. Đó là về cái chế độ ăn. Và mọi người lưu ý là ăn cám hay là ăn thịt hay là ăn cái gì, mọi người cứ bổ sung thêm cái chibi này. Cái chibi này là nó là cái mà nó tăng cái tiêu hóa cho con chó, và nó bổ sung nó phải gọi là gọi là bột khoáng dinh dưỡng nhưng mà thiết yếu cho con chó, bất kỳ một con chó nào luôn. Muốn cái con chó mà nó khỏe và nó đẹp thì bổ sung cái này nó cũng không thêm bao nhiêu tiền, nhưng mà nó có thể mọi người sẽ có thể nhìn thấy cái hiệu quả của nó ngay lập tức, chỉ sau khoảng tầm, nếu mà mọi người mà trước đây chưa dùng nha, mọi người bổ sung chỉ sau khoảng 2 tuần mọi người thấy nó con chó nó khác rồi, lông nó bóng hơn hẳn luôn. Nhìn con chó nó mỡ màng và lông nó bóng hơn hẳn dù con chó nó không béo nha. Còn nếu mà mọi người mà ở trong những cái với những cái trường hợp mà mọi người nuôi những giống chó nhiều lông thì mọi người tăng cái lượng ăn chibi lên một chút. Một ngày có thể mọi người cho ăn 1 thìa đến 2 thìa, hoặc là những con chó nó mới ốm dậy mọi người cũng cho ăn 1 thìa đến 2 thìa trên một ngày, chia ra các bữa đảo lẫn vào đồ ăn thôi, rất đơn giản. Còn với con chó bình thường, giả sử như Pila chẳng hạn, là cái lượng dùng chibi mình cho nó dùng nó không có nhiều đâu, nó chỉ trên nửa thìa thôi. Tức là một cái hộp chibi này 400g ấy, thì nếu mà một con chó nó phải ăn được khoảng tầm gần 2 tháng. Nếu với một con như to như Pila nhé. Đấy, mình nhắc lại là với mọi người mà nuôi những giống chó lông dài thì nó sẽ tốn hơn một chút. Còn với rốt hay là các giống chó lông ngắn thì một ngày nửa thìa thì mình nói con chó nó nào nó bóng mướt luôn. Mà nửa thìa thì tính ra một cái hộp 300.000, một hộp chibi 400g là 300.000, nó ăn khoảng tầm 2 tháng, tức là gì? Cho nó vào cái chế độ ăn của nó tính ra trên ngày là 5.000 một ngày. Nhưng mà con chó nó sẽ tốt, nhìn trông nó khác biệt hoàn toàn luôn, nó chỉ thêm được có 5.000 một ngày nhưng nó khác biệt hoàn toàn. Mình có thể khẳng định một điều ấy, nếu mà với những con chó mà mình nuôi nha, và cái chế độ ăn của mình chỉ có thế thôi, cái này là mình là hoàn toàn thực tế nhá. Cám này, chibi này, và những con đang tuổi lớn hoặc những con tuổi già, những giai đoạn cần thiết nữa thì cho nó canxi nano.
là ok rồi. Nhưng mình đảm bảo là nếu kể cả so với những con chó ở các cái trại ở bên Tây người ta nuôi ấy, thì con chó của mình nó cũng đẹp bằng hoặc đẹp hơn, nhìn nó mỡ màng bằng hoặc mỡ màng hơn nhá. Và chó của mình đây là hoàn toàn là bình thường, chứ mình không có lau, không có gì cái thứ gì cả, không phải là lên video rồi lau rồi này kia đâu, mà nó còn đang vừa mới duỗi ở dưới nền nhà, nó lắc lư các kiểu, em vuốt một phát cái lông này có khi là tay nó bám đầy đen đen đấy, kỳ da ghét rơi này đó, là bởi vì sao bụi nó bám vào lông mà nó cũng còn bóng như nó. Thì đó, cái video này tiện là chia sẻ về cái chế độ ăn nuôi chó làm sao nó nhàn này, nó hiệu quả này, và nó lại cũng là giá hợp lý, rẻ tiền, không có phải là đắt tiền. Ngày xưa thì nó rất là đắt, bởi vì cái cám ngày xưa như mình nói ấy, là cái cám ngày xưa thời trước mà khi mà mình nuôi 100% bằng cám ấy, cái chi phí cho một cái con chó trưởng thành này một tháng ấy, nó phải rơi vào khoảng từ 2 triệu cho đến 3 triệu cho một con rốt trưởng thành cái tiền ăn. Nhưng như bây giờ ấy, với cái cám của Đức này ấy, thì nó rẻ hơn nhiều, nó chỉ còn một nửa thôi. Nó cái chi phí trên đồ ăn cho con chó một tháng nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Gọi là quá là nhàn luôn. Một đấy là mình đã tính bao gồm tất cả các loại bổ sung rồi, chứ còn nếu mà tính lượng ăn của một con chó 40 50 cân này thì một ngày nó khoảng tầm 25.000, cộng thêm với bổ sung mà nữa mình coi như hẳn 10.000 bổ sung, nên là 35.000 thì nó mới đến 1 triệu, hơn 1 triệu, nó là vô cùng nhàn. Còn mọi người nuôi những cái con chó nhỏ nó cỡ khoảng tầm hai mấy ba mấy cân ấy, thì mình nói là một ngày nó chỉ khoảng tầm tất tật nó chỉ rơi vào khoảng tầm 10.000 15.000 thôi, tức là nó đã đầy đủ tất cả các thứ rồi để mọi người nuôi một con chó mà nó đẹp hơn cả bên Tây nuôi luôn nhé. Mà con chó nó khỏe, nó đẹp, nó vui vẻ, nuôi nó vui, nó ít khi nó phát sinh cái này cái kia lắm, trời rất là nóng thì nó mới bị nóng trong. Chứ còn nếu mọi người mà cho nó ăn, nhiều người thì lựa chọn là cho nó ăn thịt rồi cơm rồi rau cái theo các kiểu, một là nó vô cùng mất thời gian, hai là dù mọi người làm thế nào nó cũng không cân đối được, bởi vì những cái thứ ấy nó vẫn chưa đủ. Bởi vì mọi người phải biết là trong một cái thức ăn tổng hợp này nó là gồm bao gồm mười mấy loại, chứ nó không phải là chỉ có mấy loại như chúng ta làm. Thế mà nó vừa mất thời gian vừa mất công mà nó vẫn không đầy đủ được, thì mọi người thích cái cho con chó của mình nó ăn mà nó ngon miệng ấy, thì thỉnh thoảng mọi người có thể đổi bữa. Còn mình khuyên mọi người là nên cho nó ăn cái thức ăn theo kiểu là thức ăn tổng hợp, thức ăn sản xuất sẵn này, nó sẽ tiện hơn nhiều, vừa tiện này cho chủ này, vừa tốt cho chó này, mà lại gọi là cái chi phí nó cũng không có cao so với mọi người cho ăn đồ tươi đâu. Đồ tươi mình cho ăn nó còn tốn hơn đấy. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người thấy video hay thì mọi người like và chia sẻ giúp kênh nhé. Đợt này nghe thấy đề xuất ít quá, ít lượng xem ít và cũng bận nữa, thành ra là ít video. Thì mình sẽ cố gắng trong thời gian tới là sẽ có nhiều những cái video chia sẻ với mọi người hơn. Ai mà có câu hỏi gì liên quan đến nuôi chó thì mọi người để lại bình luận ở dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again.